Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu tên tuổi của mình nha. Mời em. Em xin kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng anh bên kia bước rèm và quý vị khán giả. Em tên là Sao Mai, năm nay 27 tuổi. Đến từ Thanh Hóa và đang làm việc tại Đồng Nai, nhân viên văn phòng công ty gỗ xuất khẩu ạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và bạn cùng chơi ạ. Chào bạn. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Văn Hóa, em đến từ Đắk Lắk. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang công tác và làm việc tại công ty cổ phần công nghiệp IBC. Và là em là kỹ sư. Tên hai bạn hôm nay cũng ấn tượng, một bạn tên là Sao Mai, một tên là Mai Văn Hóa. Mình giới thiệu một chút về tình trường của mình thử xem. Dạ, em thì lại có ba mối tình rồi. Ba mối tình rồi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất là bao lâu? Là 3 năm. 3 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Tại vì sao mặt cách lòng quá anh. Tại vì một người học ngoài Đà Nẵng và em thì ôn thi đại học ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia có sợ sao mặt cách lòng không vậy ta? Dạ, em cũng có mối tình như thế nhưng mà em không sợ. Giờ mình có đặt ra tiêu chí mình tìm một người bạn trai như thế nào không? Tìm ra một người bạn trai là ưa nhìn ạ. Cao trên 1m65, nặng dưới 65kg. Không hút thuốc, không có xăm hình, là một người có trách nhiệm, không lăng nhăng. Như vậy là được rồi. Như vậy là quá nhiều rồi đó. Bạn trai mình có đạt ra được những cái tiêu chí đó không? Dạ, lăng nhăng thì em không có. Nhưng mà hút thuốc thì em có. Tại vì em đi chỉ huy công trường á. Rồi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Dạ, em cao 1m68 và em nặng 56kg ạ. Dạ, sao ốm vậy ta? Dạ. Sao? Ốm mà chắc. Thiếu chút thịt mình về mình nuôi được không? Dạ, được chị ạ. Mình có điểm mạnh và điểm yếu gì không nè? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, đá banh, bóng chuyền, cờ vua. Ngoài ra thì hồi nhỏ thì biết làm thơ, vẽ tranh rồi theo thùa nhưng giờ cũng quên rồi. Còn ngoài ra hát hò thì hát các nhạc quê hương trữ tình. Điểm yếu thì dễ tin người, có thể là nói nhiều một chút ạ. Không sao, bây giờ mình hát đi. Điểm mạnh của mình là hát. Mình hát một bài hát gì đó tặng cho mọi người, tặng cho bạn trai ngồi bên kia nha. Em xin hát một đoạn ngắn ngắn, một bài hát rất vui nhộn thôi. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện ạ. Rồi. Có chú chim non nhỏ nhỏ, cất tiếng liêu lo như muốn ngò. Buổi sáng quanh ta như sao động, như bầu trời xanh bao ước mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát vang lên trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Em sẽ hết ạ. Hay quá. Bạn trai đáp từ liền. Đáp từ gì không? Bolero. Vâng, thì đến với chương trình hôm nay thì em xin tặng anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng với bạn chơi và các quý vị khán giả một bài hát được mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu ạ. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin dâng vòng tay mơ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng mơ trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến. Tên gọi tên, tình chưa đổ bến. Biết nẻo mô mà tìm. Ngọt quá, quá sức ngọt. Nói chung là hai bạn đều có năng khiếu ca hát hết. Mình có những điểm mạnh, điểm yếu nào nói cho bạn nữ biết luôn. Trong công việc gia đình thì nếu mà mình thương nhau lấy nhau về á thì vợ chồng mình đều như nhau, đều chia sẻ công việc như nhau, nhưng mà trừ rửa chén và giặt đồ. Trời ơi. Sao em có biết làm việc nhà gì không? Cái đó thì em cũng không ngại, nhưng mà anh em không lo, mình có máy giặt với cả máy rửa chén luôn rồi. À, hay quá. Trời ơi, tính hay quá. Rồi, mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình là người như thế nào không em? Nói chung một người đối với em thì chung thủy là được. Và cao cộng tương đồng của em là được rồi. Thông cảm và hiểu cho cái công việc của em.
Có điều gì em không thích ở người bạn gái mình không? Nói chung là cái sự lòe loẹt quá hoặc là phô trương quá, nói chung là em không thích. Có gia trưởng không bạn trai? Dạ không ạ. Nó cũng còn tuổi trẻ mà nghe nói chuyện sao mà nó giống cừu non quá à. Anh dạ chị ạ. Trời ơi tóc màu đen quá ha, nó nhọn lên vậy đó hả? Bây giờ mình có cái kế hoạch là mình tiến tới hôn nhân như thế nào không? Em thì có thể là 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ mình quyết định là lập nghiệp ở đây luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để chị sẽ nói giúp em. Chào em. Em ơi, anh này anh không có rửa chén, không có giặt quần áo được rồi nữa. Chuyện gia đình thì sao, tính sao? Em thấy không sao cả, bởi vì đàn ông con trai. Nãy em nói gì máy giặt vậy, thấy không ổn. Bởi vì á, đôi khi nhà cúp điện 3-4 ngày rồi máy giặt, máy rửa chén đâu ra. Thật ra thì em nói thế thôi, nhưng mà trước giờ em cũng không có dùng máy giặt. Và rửa chén là công việc em yêu thích nhất. Ồ, trời ơi. Trời, bây giờ chị nói. Hay cái này là bổ sung cho nhau được đấy. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có, hôm nay em đi với chú ruột em ở Củ Chi, anh rể với cả các bạn của em. Dạ chào chú. Xin được chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng dạ. Quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Hôm nay đến đây được tham gia chương trình cũng là điều rất vui. Và thấy ngồi ở đây theo dõi nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được. Có một cái điểm yếu là không chịu giặt đồ, thì bây giờ có máy giặt thì cũng đơn giản thôi, không có sao cả. Thì hai bạn lên đây thì tốt nhất là trước hết là cái duyên này cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Đây là điều tốt nhất. Cảm ơn chú. Rồi Mai Văn Hóa, bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với cùng người em học cùng thời đại học. Cháu chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Về cá nhân cháu nhận xét về chị gái thì một người phụ nữ tuyệt vời cho gia đình. Không còn gì chê trách, nhưng mà mong là chị là sẽ phải thông cảm cho anh nhiều hơn. Tại vì dân công trình thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ mà như chị vừa nãy ghét. Mong anh chị là phải thông cảm và bỏ qua cho nhau nhiều. Thôi bây giờ mình kéo màn lại cảm nhận về nhau ha. Đội vô mới cho gặp. Đội vô xẹp cái đầu của ta mất đẹp. Đeo mắt kính vô không em? Không cần hả? Xin chào em. Đẹp trai quá. Đầu tiên con muốn gặp em. Giám sát công trình ha. Rồi hai người nói chuyện với nhau đi các bạn. Anh có ấn tượng gì về em không? Có khác cái mẫu hình của anh tưởng tượng lâu nay không? Em thì lần đầu tiên anh gặp thì cũng khá bất ngờ. Em cũng khá là dễ thương. Anh tin là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Có cái điều là hút thuốc lá ấy, em không ngửi được mùi đó. Em còn không thích, nhưng mà bây giờ nếu là vì em, anh có thể bỏ được thuốc lá không? Anh có thể cố gắng. Không phải phải là bỏ tuyệt đối. Chứ cái điều không... đó thì anh sẽ hứa, nhưng mà phải cho anh thêm một thời gian. Thực ra là cái việc đó là em không ngửi được mùi đó, chứ không phải là em kỳ thị. Vì gần như là dị ứng á, mũi dị ứng là không có được. Rồi, anh sẽ thì hứa. Thì hôm nay cũng rất là vui khi gặp anh trên đây, cũng giữa trăm hàng vạn người, 7 tỷ người đó. Chắc là kiếp trước cũng cúi đầu chào nhau 500 lần thì kiếp này cũng mới có thể nhìn được vài giây phút này. Nên là em nghĩ rằng là nếu mà không được thì cũng có thể làm bạn. Đúng rồi. Là cũng là một cái duyên rồi. Thì em cũng xin cảm ơn chương trình, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Bạn trai mình cũng nói cái gì đó, cảm xúc của anh mình tỏ tình với bạn gái. Anh có phải là lãng mạn không? Em thích những người lãng mạn lắm. Anh thì rất là lãng mạn. Đâu em bay bổng gì cái liền trên sân khấu chị coi cho mình tỏ tình hay là mình làm gì đó với bạn gái. Nói chung em giờ thật sự cũng chưa nghĩ ra được cái điều gì mới mẻ, nhưng mà chắc có lẽ là đang còn hơi hồi hộp quá. Thế mình hát một bài hát lãng mạn tặng bạn gái. Anh được có bài hát bài ca xây dựng không? Bài ca xây dựng thì anh không bạn thuộc đời nhiều. Ơi ấy. Bài đó là chuyên ngành của anh. Ở chuyên ngành bên không, anh sợ. Nhưng là anh lại không thuộc nhiều. Thôi để anh tặng em bài hát Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng đi. Thế anh em mình xong ca đi. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy về đất Việt. Ở trên anh đầu nguồn biển dưới cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Anh ở biên cương, anh hát tiếp đấy. Em ở không, phương. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ. Anh ở biên cương,
biết rằng em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về bên biên giới, sao chẳng nói nên lời những nàng tình yêu thương. Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét, mà em thương anh chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không? Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy. Hát hay quá. Hết thời gian. Hai bạn hát chung với nhau hay quá. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Bây giờ ta đã đến giây phút rất là quan trọng. Nói tóm lại nó hệ trọng, đôi khi hệ trọng đến cả cuộc đời của mình đấy. Nhắm mắt lại và chiêm nghiệm xem nó động trong tim mình điều gì, và trái tim có rung động hay không. Bấm nút theo tiếng gọi của con tim các bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi như vậy, chương trình là như thế. Hãy hôn cái hôn đầu tiên các bạn. Sao hụi gì mình hé luôn. Tặng chưa? Tặng con này chi? Trúng rồi. Trúng rồi hả? Trúng rồi thì được. Tưởng chưa trúng làm lại. Đây là những chiếc vé xem phim để giúp các bạn có thời gian xem phim và có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Những chiếc vé phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là một thẻ thanh toán quốc tế GCB trị giá 1 triệu đồng. Các bạn xem phim xong, mình dẫn bạn gái ra để mua xong. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ở đây gửi tặng hai bạn bộ ráp và bỏ gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi dắt bạn gái chúng ta cùng đi xem phim. Đi hết một đoạn đường thật dài với nhau. Em xin cảm ơn chương trình ạ. Xin cảm ơn quý vị ạ.